Ngọc Cẩm xin được gửi lời chào đến quý khán thính giả đang đến với podcast Phú Mỹ Hưng ngắm lâu cảm sâu. Chuyên mục sẽ mang đến cho quý khán thính giả những câu chuyện về đô thị, con người, từng con đường góc phố ở Phú Mỹ Hưng. Hy vọng rằng podcast Phú Mỹ Hưng ngắm lâu cảm sâu sẽ là một không gian cảm xúc lan tỏa những chia sẻ gần gũi thân thương về một nơi chốn của hết thảy những ai đã, đang và sẽ gắn bó, những câu chuyện chưa từng kể sau hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, hay những hoài niệm cảm xúc được lưu giấu khi tình cờ ghé qua đô thị. Thưa quý vị, tiếp nối các bài viết có trong quyển sách Xin nhận nơi này làm quê hương, trong kỳ này Ngọc Cẩm xin gửi đến quý vị lượt trích tiếp theo của ông Võ Trần Chí, cố Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cố Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với tựa đề Một nhà đầu tư kiên cường và sáng tạo. Và bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết có trong lượt trích, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Một nhà đầu tư kiên cường và sáng tạo. Thấm thoát mà ông Lawrence Ting qua đời đã gần một năm, hiệu quả các dự án đầu tư của ông Ting tại Việt Nam ngày càng được khẳng định. Có lẽ bây giờ ai cũng thấy, ai cũng biết. Thế thường con người mất thì sự nghiệp dần dần cũng theo năm tháng mờ phai, nhưng sự nghiệp đầu tư của ông Ting tại Việt Nam thì khác hẳn. Phải nói rằng các dự án đầu tư của ông có một sức sống kỳ diệu. Sự nghiệp đó còn lại rất dài, rất lớn và càng về sau lại càng tinh tế, hoàn chỉnh hơn. Sự thương mến, quý trọng của anh chị em đối với ông đã dồn hết cho các công trình đang còn dang dở. Vì lẽ đó, chúng ta tin rằng các công trình đầu tư này sẽ được hoàn thành với hiệu quả ngày càng xuất sắc. Đánh giá hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh tế xã hội của các công trình mà ông Tinh đã đầu tư càng chứng minh sức sống ngày càng to lớn của nó. Tôi muốn nói là không chỉ đạt hiệu quả tại chỗ, hiệu quả ngay công trình đó mà còn có tác động dây chuyền, ảnh hưởng mở rộng ra. Nhìn như vậy mới thấy hết ý nghĩa, giá trị công lao đóng góp to lớn của ông Tinh. Khu chế xuất Tân Thuận là khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam ra đời, kéo theo sau đó hàng loạt các khu công nghiệp khác phát triển. Tất cả các khu công nghiệp này ít nhiều chịu ảnh hưởng của khu chế xuất Tân Thuận về dáng vóc, công trình xây dựng và phương thức vận hành. Đại lộ Nguyễn Văn Linh bây giờ đã có những con đường nối kết dần dần hình thành hệ thống giao thông mới. Hiệu quả của đại lộ ngày càng lớn hơn, tác động mở rộng ra đối với các khu vực xung quanh là động lực cho các khu vực lân cận phát triển. Đô thị Phú Mỹ Hưng là trung tâm mới ở phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài nó ra, xung quanh lác đác bắt đầu có những khu đô thị mới. Tuy còn nhỏ, nhưng trong vòng 5 đến 10 năm nữa sẽ hình thành nên nhiều vệt đô thị, chứ không chỉ có khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Các dự án đầu tư của ông Tinh, của CTMT, của đối tác Việt Nam là công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận, hiệu quả ngày càng phát triển, mở rộng vượt ra khỏi bản thân nó. Không phải thổi phồng mà đó là một thực tế khách quan, trong nước và cả nước ngoài, ai cũng đều thừa nhận. Những chuyện ông đã làm bây giờ nghĩ lại thấy khó chứ không phải dễ. Lúc bây giờ, địa điểm đầu tư là một cánh đồng sình lầy và gần như hoang dã, không biết ông nghĩ như thế nào mà tin tưởng có thể xây dựng được một thành phố ở nơi này. Phải nói đây là một đầu óc thông minh, nhiều nghị lực và sáng tạo. Cần nói thêm rằng, lúc bấy giờ khi mới đưa dự án này ra, có một số người không chấp nhận vì nhiều lý do khác nhau. Tôi đã chứng kiến việc này và tôi là một trong những người chủ trì xử lý nhiều lần việc đó. Đây không chỉ là giá trị vật chất, không phải cân nhắc chuyện lời lỗ, mà vấn đề là ở một tầm vóc suy nghĩ, một ý đồ chiến lược, một sự nghiệp lâu dài. Tất nhiên phải có lợi thì nhà đầu tư mới làm, đó gần như là một chân lý giản đơn. Nhưng ở đây không chỉ có lợi cho nhà đầu tư mà còn có lợi cho đất nước này nữa. Việt Nam lúc đó thiếu đủ thứ, dường như tình cảnh đó đã thâm nhập vào ông Tinh và ông cảm thấy cần phải suy tính như người Việt Nam để tìm ra cho được những dự án tối ưu nhất. Chính ông Tinh là người đã chủ động góp phần đề xuất ra dự án và lao vào thực hiện các dự án ấy một cách không mệt mỏi. Bây giờ thành công rồi thì ai cũng thấy dễ, chứ nghĩ ra ban đầu là không dễ chút nào. Và lúc bây giờ chưa có ai ngoài ông Tinh lần đầu tiên dám mời các công ty nổi tiếng trên thế giới từ San Francisco, Tokyo, New York đến khu Nam Sài Gòn để tiến hành thiết kế và quy hoạch. Chính công trình tầm cỡ đó mới tạo được cho bây giờ những kết quả tầm cỡ. Khai thác khu vực này, xây dựng cơ đồ ở đây, ông không chỉ là nhà đầu tư thuần túy đi tìm lợi nhuận mà còn góp phần xây dựng thành phố, góp phần làm nên chủ trương, chính sách đổi mới mang tính sáng tạo. Ông Tinh đầu tư không chỉ bằng đồng vốn mà cả bằng sức lực, đầu óc, trí tuệ và bản lĩnh sáng tạo đối với Việt Nam. Ít nhất là trên khu vực này, đó là sự cần thiết phải đánh giá đúng về một con người đối với một công trình có tầm vóc thế kỷ. Một dự án đầu tư khác còn mang tính phiêu lưu hơn, đó là nhà máy điện Hiệp Phước. Chính ông Tinh và CTND đã chủ động quyết định đầu tư nhà máy với 100% vốn nước ngoài.
vị trí xây dựng nhà máy điện là một nơi sình lầy, ngập nước, đất yếu và lúc đó chưa có đường xe đi tới. Ông Tinh đã nghĩ ra, trình dự án và được chính phủ Việt Nam chấp thuận rất nhanh. Khi tôi biết là đã có giấy phép rồi, tất nhiên là tôi rất ngoan nghênh. Tôi nghĩ bất cứ nhà đầu tư nào làm việc gì thì cũng phải tính toán sao cho ra lợi nhuận. Nhưng đối với đa số các nhà đầu tư, thông thường họ chọn và làm những dự án dễ hơn, nhanh hơn, thuận lợi hơn, ít rủi ro hơn. Còn dự án nhà máy điện phải nói là rất cực khổ, gian nan, nhưng Việt Nam thời kỳ này lại thiếu điện trầm trọng và dường như sự bức xúc đó đã trở thành sự bức xúc của ông Tinh trong quá trình xử lý các dự án đầu tư lúc ấy. Suy nghĩ của ông rõ ràng không chỉ là lợi nhuận mà còn nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của Việt Nam lúc bấy giờ. Tôi biết ông Tinh không phải là một nhà tư bản nhiều tiền, sẵn tiền, ông cũng phải đắn đo, suy nghĩ và phải vay ngân hàng, phải đi thương lượng, đàm phán với các nơi chứ không phải dễ dàng. Phải có đủ thông minh và nhạy cảm, phải có một lòng tin mãnh liệt và một bản lĩnh rất cao thì mới có được những quyết đoán như vậy. Hiệu quả đầu tư của dự án này bây giờ rất rõ, đã góp phần tăng năng lượng điện cho thành phố Hồ Chí Minh và cho cả Việt Nam. Cuối cùng tôi muốn nói một điều, làm việc với ông Tinh càng về sau tôi cảm thấy không còn như làm việc với một nhà đầu tư nước ngoài, không phải ứng xử đối với một đối tác nước ngoài, mà thấy một sự hợp tác chân thành, một trách nhiệm chân thành, một lòng tin chân thành. Việt Nam có câu vạn sự khởi đầu nan, vạn sự khởi đầu gian nan thì ông Tinh đã trải qua rồi. Từ không làm ra có, từ có làm ra dễ, tất cả cơ đồ đã được ông Tinh đưa lên bệ phóng. Đây là lúc mà tất cả mọi người đều phải thấy đó là một sự nghiệp, một nỗ lực tiếp tục thực hiện đến cùng các dự án mà ông đã để lại. Bởi vì không có khó khăn nào hơn khó khăn nào mà ông đã trải qua. Vâng thưa quý vị, những chia sẻ và câu chuyện của ông Võ Trần Chí về ông Lawrence Tinh góp thêm rất nhiều lăng kính về ông Tinh, một người quả cảm, quyết đoán và đặc biệt là về những tâm tình mà ông dành cho nơi ông nhận là quê hương thứ hai này. Và ở số phát sóng tiếp theo, Ngọc Cẩm xin gửi đến quý vị lượt trích bài viết có tựa đề Thương tiếc người bạn đồng hành thân thiết, được ông Lữ Minh Châu, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, kiêm trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ lại trong suốt khoảng thời gian làm việc cùng ông Tinh. Và trong quá trình kể lại toàn bộ nội dung hồi ức về ông Lawrence Tinh có trong quyển Xin nhận nơi này làm quê hương, chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi từ quý vị về nội dung này hay đơn giản là những cảm xúc khi tình cờ ghé qua đô thị Phú Mỹ Hưng. Một lần nữa, thay mặt ban biên tập chương trình, Ngọc Cẩm xin được gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã lắng nghe podcast Phú Mỹ Hưng ngắm lâu cảm sâu. Để không bỏ lỡ bất kỳ những nội dung của podcast thì quý vị đừng quên theo dõi khung giờ phát sóng của chương trình là vào lúc 20:30 vào tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên các trang chính thức của Phú Mỹ Hưng. Còn bây giờ thì Ngọc Cẩm xin chào và hẹn gặp lại.